mấy nay quyết tâm giảm mỡ ăn Tết mà đồng bọn cứ lôi kéo mình vô mấy cái bàn này hoài. Là mình khoái lắm, ủ lộn sợ mập lắm. Mình nói chứ nhìn mấy cái tảng bò này chất lượng thiệt ha. Nhưng mà quyết tâm giảm mỡ rồi thì bữa nay mình chỉ ăn cái dĩa salad này thôi. Nhưng mà ngồi ăn cái mùi thịt nướng nó cứ sọc thẳng vô mũi vậy thì cũng ngứa miệng thiệt chứ. Đã vậy nhìn cái chén sốt trứng muối này là chịu không nổi rồi nên cho thử miếng nha. Công nhận đi, ăn mấy cái chỗ nào mà có chén phô mai trứng muối này là đều béo đã hết trơn á. Không biết nó có cái sức hút gì mà lạ lắm kìa. Đã vậy cái tảng bò này vừa to vừa mềm vậy mới khoái chứ. Mà làm như thấy giá cũng ổn nên kêu quá trời luôn. Tại kêu nhiều nên mình cũng phải ăn phụ luôn chứ sợ mập lắm á. Nói chứ nhìn mấy cái miếng nậm heo này mê dễ sợ. Miếng nào miếng nấy cắn vô cũng giòn giòn béo béo. Gặp ngay món tủ thì mình đẩy gần hết cái dĩa đó luôn. Công nhận mấy nay trời lạnh lạnh mà ngồi ăn lẩu nướng trên cao ngoài trời kiểu vậy. Mà phải nướng thịt trên cái lò than kiểu vậy nữa cảm giác đã lắm kìa. Mà mấy miếng tảng bò này công nhận dày thiệt luôn á, cũng may là còn vừa cái bụng của mình. Dĩa ba tảng có 180k xiền thì mình thử một tảng thôi, còn nhiều mọi người cứ ăn đi. Mà mình mới thông báo thử miếng thôi thì mọi người gấp rút kêu thêm món mới rồi là sao ta? Tính ra mình đâu có ăn nhiều lắm đâu, chỉ thử miếng thôi mà. Nếu mà cái chảo bò sốt bơ này mà chấm bánh mì là ăn cũng dính lắm á, cho thử miếng nha. Khoái cái là nhìn cái dĩa thịt bò này cũng tươi hết trơn. Nên thịt bò mềm thơm mà không có bị khô cứng. Bởi ngon quá nên lỡ thử hết cái chảo đó luôn rồi. Mà làm như mọi người chưa có no hay sao, còn đẩy thêm cái lẩu nữa là mình cũng phải thử luôn. Khoái nhất là cái khúc nhúng lên ăn liền còn nóng hổi vậy nè. Đẩy thêm miếng mì gói trong cái nước lẩu chua chua ngọt ngọt này nữa là đúng bài luôn. Nói gì thì nói chứ quyết tâm giảm mỡ ăn Tết nên mình đẩy hai chén này thôi. Mà ăn một hồi nhìn lên không biết cái chỗ này gọi là bò 5 mét hay là bò 5 giây ta.